con đem hành lý đi đâu vậy? Con sẽ qua nhà anh Nam. Sống trong căn nhà này con mệt mỏi lắm rồi. Không được, con không được đi đâu hết. Hạnh, tại sao con dễ dãi như vậy hả? Tất cả là do mẹ biến con thành con người như vậy mà. Mẹ cứ phản đối con đến với anh Nam. Ngoài cái lý do anh Nam là con của tình cũ mẹ ra thì mẹ có lý do khác không? Nếu thuyết phục được con thì con sẽ rời xa ảnh. Đâu có lý do gì đâu đúng không? Tại sao chuyện của thế hệ trước á không liên quan gì tới tụi con mà mẹ lại bắt tụi con rời bỏ nhau? Người mẹ mà con yêu thương và ngưỡng mộ đâu phải vậy đâu. Cho dù con có oán trách hay nói mẹ như thế nào đi chăng nữa thì nhất định mẹ cũng ngăn cản cái đám cưới này. Bây giờ tuyệt thực con cũng làm rồi, bỏ trốn con cũng đi rồi, mẹ muốn con làm gì nữa? Bây giờ con đập đầu nha, con đập đầu để cho mẹ thấy tình yêu của con dành cho anh Nam. Con ăn cơm đi. Con không có ăn đâu. Muốn ba làm gì mới chịu ăn cơm? Con muốn ba đồng ý cho con đến với anh Hải. Thằng Hải không xứng đáng với con, lời ba nói ra không thay đổi được. Cảm giác của ba khi đó cũng đau đến nghẹt thở như vậy sao? Tại sao mà con dại như vậy hả? Năm đó mẹ cũng như con, sống chết vì tình yêu. Nhưng rồi đổi lại mẹ được cái gì? Chỉ là sự đau khổ. Chính vì không muốn con lặp lại điều đó, trong khi con ở đây sống chết với thằng Nam. Nhưng nó có yêu con thật lòng hay không? Nó có hết lòng với con như con đã đối xử với nó hay không? Miễn là con giữ được anh Nam ở bên cạnh con, con tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thật lòng yêu con mà mẹ. Mẹ ơi, con sẽ giống mẹ, con sẽ dùng tình yêu, sự chân thành của mình để đối xử với anh Nam. Bao nhiêu năm nay con đã chứng kiến được cảnh ba con chung thủy và yêu thương mẹ, thì con cũng sẽ làm được với người mà con yêu. Mẹ đồng ý cho tụi con nha mẹ. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao.